Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 139, sau khi cố gắng mở ra nắp quan tài, Thạch Hạo đã thất bại. Tuy nhiên cùng lúc đó, hai ngọn lửa lại xuất hiện, Thạch Hạo giật mình. Lúc này, bên trong luồng ánh sáng màu tím, khí hỗn độn từ chiếc quan tài không ngừng tràn ra, Thạch Hạo vẫn đang cố gắng thu phục ngọn lửa kia. Nhất thời, bên trong đống xương khô khổng lồ, thân hình anh ấy liên tục đảo qua đảo lại, kinh khí không ngừng nổ vang. Thế nhưng đáng tiếc, Thạch Hạo vẫn không thể thu phục ngọn hỏa diệm đó. Bởi vậy, anh ấy quyết định tìm hiểu cốt thư sau khi hiểu rõ mới trở lại lần nữa. Đi vào bên trong truyền tống trận, Thạch Hạo lại một lần nữa bước vào trong không gian xanh thẳm. Và chỉ trong phút chốc, anh ấy đã tới được nơi học viện Tiên Thiên Vạn Lạc. Đứng trước cánh cửa lớn kia, Thạch Hạo nhìn ngắm một hồi. Sau đó, anh ấy cũng chậm rãi, theo dòng người liền bước vào bên trong. Thế nhưng đang đi, bỗng dưng bầu trời phát sinh dị tượng. Trên trời cao, một bóng người khổng lồ mang theo một luồng khí tức khủng bố xuất hiện. Thấy vậy, Thạch Hạo vô cùng kinh ngạc. Nghe những người kia nói chuyện, Thạch Hạo biết được nơi đây có một cái thang trời. Bởi vậy, anh ấy muốn thử nó. Thế nhưng ở bên cạnh, cái tên Ngô Phong đã liền nói. Xem ra, lại một tên tới tìm vận may. Nghe tên kia nói vậy, Thạch Hạo ánh mắt cũng liền lạnh đi. Tuy nhiên, bên cạnh Ngô Phong, một cô nương tên Trầm Lâm cũng hùa theo. Nhất thời, hai người họ liền cùng Thạch Hạo khẩu chiến một trận quyết liệt. Thế nhưng sau một hồi, hai người kia vẫn bị Thạch Hạo chọc tức mà không làm gì được. Tuy nhiên, tin tức Thạch Hạo định khiêu chiến thang trời thì rất nhanh đã lan ra. Thanh Y cùng Phượng Vũ nhận được tin tức đó thì kinh ngạc vô cùng. Ngay lập tức, Thanh Y đã liền hỏi Phượng Vũ về lai lịch của người định khiêu chiến đó và tới xem thử người đó là ai. Cũng trong lúc đó, ở tại cửa của Học viện Tiên Thiên, Thạch Hạo đã bắt đầu bước lên thang trời. Và rất nhanh, anh ấy đã dừng lại tại một khoảng sân rộng lớn. Bỗng chốc, Thạch Hạo hóa nhỏ lại. Sau đó, một tảng đá lớn xuất hiện trước mắt. Thế vậy, Thạch Hạo liền một hơi liền nhấc bổng nó lên. Cứ như thế, thử thách thứ nhất thông qua và rất nhanh, chớp mắt Thạch Hạo, hư ảnh 10 tòa động thiên đã liền hiện ra và công kích anh ấy. Thế nhưng, khi hư ảnh kia vừa công kích vào, Thạch Hạo đã lặng lẽ phá tan đi. Cứ thế, cửa ải thứ 3 lại đến. Thế nhưng, nó cũng liền bị Thạch Hạo vượt qua. Tiếp theo, Thạch Hạo vẫn ngồi yên lặng tại chỗ. Chớp mắt anh ấy chính là một ngọn đèn tỏa ra hỏa diễm nóng cháy. Sau đó, nó liền hỏi Thạch Hạo, đạo là thế nào? Nghe vậy, Thạch Hạo liền trả lời toàn bộ những câu hỏi về đạo mà mình biết. Cứ thế, ngọn đèn kia biến mất, tiếng chuông vang lên. Ở phía trước xuất hiện một lão giả chủ trì thử thách của Thạch Hạo. Tiếp theo, cửa ải thứ 5 hiện ra. Từ dưới mặt đất, một cánh cửa lớn rất nhanh đã trồi lên khỏi mặt đất. Trên đó khắc rất nhiều chữ cổ xuất hiện. Sau đó, chỉ trong tích tắc, bên trong màn chắn kia, vô vàn hư ảnh mỹ nữ đã hiện ra, sau đó lao về phía anh ấy. Đáng tiếc, Thạch Hạo tâm lặng như nước, khi những mỹ nhân kia vây quanh, nó đã liền bị anh ấy phá tan và biến mất. Cứ thế, cửa ải thứ 5 trôi qua. Ngay lập tức, tiếng chuông vang lên, cửa ải thứ 6 xuất hiện. Lần này, Thạch Hạo phải đón nhận công kích của xích thần. Nhất thời, những sợi xích đã liền lao tới và quấn quanh Thạch Hạo. Thế nhưng, chỉ gầm lên một tiếng, bàn chân dậm mạnh xuống mặt đất, làm ánh sáng bao trùm nhất thời. Kình phong bạo phát, toàn bộ xích thần đã bị phá tan. Bởi vậy, tiếng chuông báo hiệu cửa ải thứ 6 thông qua liền vang lên. Nhất thời tới đây, ở bên ngoài, toàn bộ người của Học viện Tiên Thiên đã tới xem thử. Còn Thạch Hạo, ở giữa sân đấu, thử thách thứ 7 cũng đã bắt đầu. Trên trời cao, một con chân long xuất hiện công kích anh ấy. Thế nhưng, nó cũng nhanh chóng bị Thạch Hạo phá nát. Đến cuối cùng, cửa ải với anh ấy chính là đi qua cánh cửa thần bí kia. Và tất nhiên, Thạch Hạo cũng liền đi qua nó. Thế nhưng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết rằng, sau khi Thạch Hạo đi vào, mặt đất nơi sân đấu đột nhiên đứt toác, cánh cửa kia cứ thế vỡ nát rồi tan biến vào hư vô. Sau đó, thân ảnh Thạch Hạo liền từ trong đó hiện ra, ánh mắt liền nhìn xuống phía dưới. Quét qua một lượt, ánh mắt anh ấy liền dừng lại ở phía Thanh Y. Nên theo ánh mắt Thạch Hạo hướng về mình, Thanh Y cũng liền nhìn lại. Không hiểu sao, nàng có chút cảm giác gì đó rất quen thuộc. Còn vị lão nhân đứng ở trước chuông khi nãy, ông đã liền hướng về phía Thạch Hạo, thanh âm vang lên nói. Ngươi có nguyện ý gia nhập vào đạo trường của ta không? Ta tạ tìm bối, thế nhưng ta muốn tiến vào thần trì thêm mấy ngày nữa. Yên tâm, là đệ tử giáo ta tha hồ tiến vào thần liên hộ kiếp. Dứt lời, ông liền vung tay xuất ra một quyển trục để nó trước mặt. Sau đó, viết vào đó vài chữ, ông ta liền thu lại, vẻ mặt vô cùng hớn hở. Ông ta nói mình vừa xem quẻ, Thạch Hạo có duyên với một cô gái ở đây. Nghe vậy, Thạch Hạo giật mình. Đến đây thì hết tập 140 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.